Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 8 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến ngập nhà những mặt hàng lan rừng ạ. Rất là nhiều những cái mặt hàng kg đủ loại luôn. Và nhiều những cái dòng hàng lan thuần đáng sưu tầm nhất đang có mặt trong cái buổi tối bán hàng hôm nay ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp. Và đặc biệt là phiên buổi tối bán hàng hôm nay thì hàng về rất là nhiều, mà đặc biệt là giá giảm cực kỳ là sâu, rất là rẻ luôn cô chú anh chị nhé. Đó, hôm nay thì giá hàng về mới nhưng mà lại giảm rất là sâu. Và cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những cái cây lan đẹp nhất mà cái giá rẻ chưa bao giờ có luôn cô chú anh chị ạ. Đầu tiên ạ là cái dòng giáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Đó, giáng hương quế tím này thì cái mùi hương của nó có thể sánh với cả hoàng nhạn luôn cô chú anh chị. Giá bình thường không dưới 150.000 cho 1 kg. Hôm nay hàng mới về tươi rói và đẹp như thế này. Đó, cây hàng tuyển chọn lớn nhá cô chú anh chị nhá, là những cây trưởng thành đẹp có thể cho nụ cho hoa hết rồi, tươi rói rất là đẹp luôn như này. Giá chỉ có 130.000 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này đây là cái dòng lan Hải Yến, một cái dòng lan mà có cái sắc hoa tím ngọt ngào rất là quyến rũ luôn đấy ạ. Cái dòng Hải Yến này thì hôm nay cũng chỉ có giá 130.000 cho 1 kg thôi và em sẽ bán từ 0,3 kg. Đó, toàn là những cái cây tuyển chọn gọi là từ tầm để có thể cây phát triển khỏe đẹp nhất khi cô chú anh chị ghép lên. Và cái lô giáng hương đuôi sắc ạ, cái lô giáng hương đuôi sắc hôm nay về cũng phải nói là đẹp tuyệt vời luôn như thế này. Cũng là hàng từ cây tầm trung trở lên cô chú anh chị nhé. Đủ khỏe, đủ đẹp để cho những cái bông hoa tuyệt vời nhất và đủ sức để mà có thể phát triển mạnh nhất ạ. Và những cái cây giáng hương đuôi trồn hôm nay thì giá em bán cũng chỉ có 160.000 và riêng phiên hôm nay là em bán 60.000 và phiên sau thì chắc chắn nó sẽ lên giá một chút nhé cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ là cái dòng giáng hương đuôi sắc hôm nay về rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó, hàng vừa về quá là đẹp luôn như thế này. Và toàn là những cái cây lá thân lá căng và đẹp như vậy với giá chỉ có 120.000 trong 1 kg thôi. Giáng hương tam bảo sắc ạ, một cái dòng hàng quốc dân. Một cái dòng hàng quốc dân cô chú anh chị ạ, mà có lẽ những ai chơi lan chắc chắn không thể thiếu trong sân vườn của nhà mình rồi. Và hàng cũng vừa về tươi roi rói đẹp như thế này. Đó, cũng là hàng tuyển chọn từ cây tầm lớn, cỡ lớn trở lên để cô chú anh chị có thể có được những giò lan gọi là sang mùa sau có những cái giò lan gọi là đẹp để mà thưởng thức hoa luôn ạ. Và những cây lan khỏe nhất để ghép cô chú anh chị nhé. Với giá em bán chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Đặc biệt ạ là rất là lâu rồi săn mãi thì hôm nay em cũng về được một cái lô hoàng nhạn rừng cô chú anh chị này. Cái dòng hoàng nhạn rừng, riêng cái hoàng nhạn bắp vườn thì người ta bán theo cây rồi đúng không ạ? Còn riêng đây là cái dòng hoàng nhạn bắp vườn và hoàng nhạn bắp vườn thì riêng nhạn bắp vườn thì về cây nó có sức sống phải nói là cực kỳ là khỏe luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, thân lá nó không đẹp như là cái hàng bắp vườn đâu ạ. Tuy nhiên thì cây này sẽ rất là dễ thuần, dễ chăm, dễ sống nhé. Và giá ở đây em bán theo cân chứ không phải bán theo cây ạ, là 580.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán từ 0,1 kg. Và với 0,1 kg thì cái hàng này ấy, cô chú anh chị có thể sở hữu khoảng tầm 4 cho đến 6 cây, tức là mỗi một cây hoàng 4 cho đến 6 cây hoàng nhạn như thế này này cô chú anh chị này. Tức là với hơn 50.000 thôi cô chú anh chị có thể sở hữu ngay một cái giò lan hoàng nhạn rất là đẹp rồi. Đó, cây này cũng là cây tuyển chọn là cây khá là lớn trở lên rồi nhá cô chú anh chị nhá. Mà hàng xếp rụt rất là đẹp luôn, hàng rừng vậy ạ. Xếp rụt rất là đẹp luôn. Đó, và cũng là những cây tuyển chọn gọi là ít lỗi lá nhất rồi. Em sẽ bán từ 0,1 kg cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây là cái lô đùi gà dẹt này. Cũng có rất là nhiều anh chị đang hỏi về đùi gà dẹt. Và dòng đùi gà dẹt thì bình thường là nó sẽ nở hoa vào cái thời điểm khá là, nếu như nơi ấm áp là nó sẽ nở hoa thời điểm Tết ấy. Mà hàng nếu như là vào cái lúc Tết thì giá của nó khoảng tầm 200.000. Thì hôm nay giá của em bán là 140.000 cho 1 kg thôi ạ. 140.000 cho 1 kg gà dẹt thôi cô chú anh chị thấy ạ. Siêu rẻ luôn đúng không ạ? Chưa bao giờ có luôn. Và sang bên này đây là dòng đùi gà tròn này cô chú anh chị này. Đùi gà tròn của vùng Tây Bắc. Riêng cái dòng gà tròn vùng Tây Bắc này thì có lẽ những ai đây chơi lan thì biết rồi. Cái dòng gà tròn vùng Tây Bắc thì mà hàng mắt nhung đen, hoa rất là đẹp luôn đúng không ạ?
Đấy, thân không quá dài, thân không quá ngắn, đẹp. Và cái gà tròn hôm nay thì giá cũng chỉ có 150.000 cho 1 kg thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan sơn thủy tiên này cô chú anh chị này. Thực sự thì không hiểu vì sao mà bây giờ cái sơn thủy tiên cái hàng nó rất là khan hàng luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn, là xếp rụt rịt bản lá dày đẹp như thế này. Em bán sơn thủy tiên này với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Đấy, giả hành bự tràng này. Còn sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo hoàng lạp này. Cô chú anh chị nhìn thấy là giả hành của sơn thủy tiên và hoàng lạp có phần khá là giống nhau đúng không ạ? Tuy nhiên thì sơn thủy tiên cái giả hành sẽ bự hơn và cái bản lá của nó tròn và ngắn hơn. Đấy, nhiều lá hơn cô chú anh chị nhé. Và hoàng lạp thì chỉ có giá là 130.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây là dòng lan phượng vĩ. Cái dòng lan phượng vĩ này thì giá thì rẻ nhưng mà cái mặt hoa thì em thấy là đáng sưu tầm, đáng chơi. Với những cần hoa vươn cao vào cái sắc hoa đỏ, phân rất là, khi mà nở hoa ấy, cái cần hoa của nó phân rất là nhiều nhánh và tỏa cái màu sắc đỏ rực rỡ rất là đẹp luôn cái dòng lan phượng vĩ này này. Và giá ở đây em bán là 90.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Nửa cân là cô chú anh chị được giò phượng vĩ rất là đẹp luôn rồi cô chú anh chị ạ. Và sang bên này đây thì em có cái dòng lan kiều vuông cánh trắng. Dòng kiều vuông cánh trắng cũng vậy luôn này. Đó, cái lá rất là đẹp luôn. Và kiều vuông cánh trắng thì giá chỉ có 180.000 trong 1 kg thôi. Thực sự là giá của những hàng cân bây giờ chưa bao giờ rẻ đến vậy luôn cô chú anh chị. Kiều vuông cánh trắng trước đây khoảng tầm 250, thậm chí hơn 250 đúng không ạ? Bây giờ còn 180.000 trong 1 kg. Và bên này đây thì em còn có hai cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng đấy. Ba cái phần kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này. Đấy, kiều tím thì em sẽ bán với giá chỉ có 280.000 cho 1 kg thôi mà hàng côn lùn ngắn và đẹp như thế này cô chú anh chị ạ. Hàng lùn và ngắn và rất là đẹp luôn. Cái chỗ này thì cô chú anh chị về ghép lên giò thì được cái giò lan tròn vo tuyệt vời luôn ạ. Và ở đây thì em còn có một cái dề kiều này. Cái dề kiều này có phần là lớn nhá cô chú anh chị nhá. Đấy, cái dề kiều này về cô chú anh chị cũng làm được một cái giò khá là đẹp. Em bán dề này với giá chỉ có 100.000 thôi nhá, là cái dề kiều tím luôn đấy ạ. Và sang bên này đây thì dòng đùi gà thì em còn có vài, nếu như cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm cái dề lớn thì em còn có vài cái dề lớn này. Đây là cái dề gà dẹt này, em gọi là đây là cái dề gà dẹt số 1 này. Và dề này em xin phép được bán với giá là 170.000 cho cái dề gà dẹt số 1 này. Và dề số 2 ạ. Dề số 2 em bán với giá chỉ có 80.000 thôi cô chú anh chị nhá. Và bên này sẽ là em có hai cái dề sơn thủy tiên rất là to luôn này. Sơn thủy tiên em có bán hàng cân nó quá đẹp như thế này. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo, có hai dề cũng rất là đẹp ở đây ạ. Dề này em gọi là cái dề số 1 đây. Và cái dề này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá cô chú anh chị nhá. Đó, xanh mướt rất là đẹp như này. 110.000 cho dề sơn thủy tiên này. Và dề số 2, dề sơn thủy tiên số 2 ạ. Dề sơn thủy tiên số 2 này em xin phép được bán với giá là 220.000. Cái giả hành của nó này siêu bự chảng luôn cô chú anh chị, mà sở hữu cái dề này chắc chắn là đến khi mùa hoa sẽ là một cái tác phẩm tuyệt vời nhá. Và tiếp sang bên này đây thì riêng dòng đùi gà tròn thì em còn có vài cái dề lớn. Nếu như cô chú anh chị mà muốn lấy dề lớn thì em cũng có. Và bà mua hàng cân này cũng được đây cô chú anh chị, rất là rẻ luôn. 150.000 trong 1 kg và cũng là hàng dề xinh xinh như thế này. Khóm dề xinh như này. Hoặc là cô chú anh chị lấy luôn cái dề lớn thì em có những cái dề lớn cho cô chú anh chị này. Ở đây thì em có cái dề này, em gọi là cái dề số 18 nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình 18 ạ, rất là đẹp luôn như thế này. Và cái hình 18 này thì em xin phép được bán với giá là 190.000 cho cái dề 18 này ạ. Cái dề này mà khi mà nở hoa chắc chắn là quá rực rỡ luôn. Và hình số 17 này, hình này gọi là dề gà số 17 nhá. Đã, thân tròn vo to đùng luôn cô chú anh chị này. Cái dề số 17 này thì em xin phép được bán với giá là 160.000 cho dề gà số 17. Và dề gà số 16 ạ. Dề gà số 16 này em xin phép được bán với giá là cũng là 160.000 nhá. Và sang bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bản hoàng thảo vôi này. Riêng hoàng thảo vôi thì cái hương thơm của nó chỉ đứng sau trầm cô chú anh chị ạ. Với sắc hoa tím đậm, tím hồng đậm đà rất là xinh đẹp như thế này. Và hương thơm thì chỉ đứng sau trầm thôi. Và một cái bảng vôi mà khỏe và đẹp như thế này. Đó, nhiều thân và quá đẹp luôn đúng không ạ? Và một bảng vôi như vậy em chỉ bán với giá 140.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây ạ là những cái giò giả hạc hoa hồng đỏ. Cái dòng giả hạc hoa hồng đỏ này thì hoa của nó cũng sẽ nở khá là vào sát vào Tết, những nơi ấm áp là nó nên sẽ nở Tết luôn cô chú anh chị ạ. Đây ạ. Giả hoa hồng đỏ rất là đẹp như thế này nhá. Cây thì bé thôi nhưng mà khi mà ra hoa, bông hoa rất là to và với cánh hoa hồng đỏ rất là đẹp, cực kỳ là nổi bật luôn ạ. Và một cái giò giả hạc hoa hồng đỏ như vậy này, đó, hơn chục thân cho một giò. Giá ở đây em bán chỉ có
120.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. Và đặc biệt ạ, bên này đây sẽ là những cái cây phi điệp. Dòng phi điệp thì bây giờ trước đây thì giá siêu đắt đỏ, người ta bán theo ki cơ đúng không ạ? Cô chú anh chị mà chơi lan cách đây vài năm thì biết rồi. Tuy nhiên thì hiện tại giá phi điệp thì nó rớt giá rất là sâu. Nhưng mà em thấy là với những người chơi lan, em nghĩ rằng là những cái bông hoa phi điệp vẫn là những cái bông hoa mà mỗi một mùa hè đến vẫn là những cái bông hoa mà mình đáng thưởng thức đúng không ạ? Và đặc biệt là những cái giò già hạc di linh xuân này này là những cây phi điệp mà hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Rơi vào 5-6 thân trong một giò. Đấy, chiều dài từ 40 cm cho đến 50 cm trong một giò, thân mập nụ đẹp như thế này mà giả di linh xuân này. Em thấy đây là cái hàng ươm ki nữa cô chú anh chị ạ, hoa sẽ rất là đẹp luôn. Đó, thân đậm đà đen, thân đậm đà như thế này và là cái hàng ươm ki, nên là hứa hẹn sẽ là những cái bông hoa rất là tuyệt vời. Thì một cái giò giả hạc di linh xuân mà nhiều thân đẹp như thế này ạ, từ 5 thân trở lên cô chú anh chị nhé, từ 5 thân trở lên mượt mà đẹp như thế này, em chỉ bán có 80.000 cho một giò thôi cô chú anh chị ạ. Đảm bảo hàng cô chú anh chị nhận không làm cô chú anh chị thất vọng đâu ạ. Và bên này đây ạ sẽ là những cái cây giả hạc hòa bình, cô chú anh chị biết rồi, giả hạc hòa bình với nổi tiếng với những cây mà có thân dài, hàng thân thủ dài nuột nà luôn. Và hàng này là hàng chuẩn ươm ki này cô chú anh chị này, nó là hàng ươm ki nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái giò giả hạc hòa bình như vậy em bán với giá chỉ có 70.000 cho một chậu thôi ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây, những cái chậu phi điệp tím rừng. Phi điệp tím rừng mà là những cái mặt bông rất là đẹp mà đã được nhà vườn người ta nhân giống. Không phải là cái mặt bông nào mà nhà vườn người ta cũng giữ giống đâu, cô chú anh chị cũng biết rồi đấy ạ. Là những cái mặt bông đẹp mà người ta giữ giống. Và hiện tại thì những cái giò phi điệp này em bán với giá cũng chỉ có 70.000 cho một giò thôi. Đấy, để cô chú anh chị có thể sở hữu và sang xuân mình có ngay một cái giò phi điệp rất là đẹp mà giá cực kỳ là rẻ như thế này, cô chú anh chị sưu tầm. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây dendrozaza. Cái dòng đủ màu sắc luôn, cực kỳ là xinh đẹp như vậy đấy ạ. Có những bông hoa tím đậm và có những bông hoa tím phớt nhạt rất là đẹp như thế này. Và một cái giò dendrozaza nhiều thân lắm luôn cô chú anh chị này. Thân mập mạp ú và nhiều thân đẹp như thế này. Cây vừa trưởng thành mà vừa cho hoa liên tục quanh năm cô chú anh chị nhé. Và một giò như vậy chỉ có giá 25.000 cho một giò thôi ạ. 25.000 cho một giò thôi. Cô chú anh chị về ghép những cái giò dendrozaza mà ngắm hoa xinh đẹp quanh năm cô chú anh chị ạ. Sang bên này đây ạ là những cái cây lan vũ nữ. Đây là cái dòng lan vũ nữ hoàng kim của chú anh chị cùng ngắm cho em. Cái mặt bông vũ nữ hoàng kim, một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là khoảng tầm 3 giả hành trở lên của chú anh chị ạ. Và cái cần hoa của nó dài khoảng tầm 4 cho đến 50 cm mà phân rất là nhiều nhánh luôn. Có những cái cây hiện tại là có một số bông hoa đang nở và cũng còn khá là nhiều nụ đây. Để về cô chú anh chị vẫn còn có thể thoải mái thưởng thức hoa trong cái thời gian rất là dài. Hoa cực bền luôn của chú anh chị này. Đó, một mặt bông rất là độc đáo và đẹp, bông hoa to, đẹp đáng sưu tầm như vậy. Thì một cái chậu vũ nữ hoàng kim như thế này thì em chỉ bán có 80.000 thôi cô chú anh chị nhé. 80.000 trong cái chậu lan vũ nữ hoàng kim này thôi ạ. Đấy, cái bông hoa tươi sáng, cái sắc vàng rất là tươi, rất là sáng. Cái họng đỏ rất là đẹp luôn như thế này. Sang bên này đây mà một cái mặt bông vũ nữ mà em nghĩ rằng là cô chú anh chị cùng ngắm và cảm nhận cho em cũng rất là đáng yêu, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ luôn. Đây là dòng lan vũ nữ phượng hoàng của chú anh chị nhé. Cái sắc hoa cam đỏ rất là nổi bật, rất là đẹp như này. Cần hoa nó không quá cao nên là cô chú anh chị mình có thể dễ dàng trưng trong phòng khách này, hay là bàn phòng việc, hay là thậm chí trong phòng ngủ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, hoa với cái mùi hương thơm nhẹ nhàng rất là quyến rũ. Đấy, một cái chậu vũ nữ hoàng kim như thế này này, đó cô chú anh chị thấy là ít giả hành thôi, nhưng mà hoa của nó thì lại rất là các cái giả hành này này, nó sẽ cho mình hoa liên tục. Đấy, sẽ mình cho hoa liên tục luôn cô chú anh chị nhé. Đây này, ví dụ như chậu này này, đó có 3 giả hành mà rất là nhiều nụ hoa như này. Mỗi một cái giả hành có thể cho mình 2 cái cần hoa luôn cô chú anh chị ạ. Đó, còn ở đây thì có những cái giả hành thì đang có một cần hoa và những cái giả hành còn lại này nó chưa cho hoa, nhưng chắc chắn nó sẽ sớm cho hoa. Cái dòng này thì rất là dễ cho hoa luôn nhé. Và dòng lan vũ nữ phượng hoàng với sắc hoa cam đỏ rất là đẹp như vậy đấy ạ. Với giá em bán là 100.000 cho một chậu nhé cô chú anh chị nhé. Chậu cũng từ 3 giả hành trở lên ạ. Và sang bên này đây ạ là những cái cây lan hồ điệp. Cây cực kỳ là khỏe luôn, đẹp như thế này. Hàng này thì về cô chú anh chị chăm sóc là đến Tết mình có thể cho cô chú anh chị những cái bông hoa rất là đẹp mà nở hoa tự nhiên căng đẹp nhất
tại sân vườn của nhà mình nhá. Và giá của những cây hồ điệp này thì chỉ giá là 30.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Và khi cô chú anh chị bỏ ra số tiền là 90.000 hoặc là 120.000, cô chú anh chị mình sở hữu ngay 3 đến 4 cây lan hồ điệp như thế này để mà chăm sóc và để đợi chờ hoa. Và riêng những cái cây hoa mà mình tự trồng tự chăm sóc khi mà nó nở hoa ấy thì cô chú anh chị sẽ thấy rằng là nó khác hẳn luôn với những cái bông hoa mà cô chú anh chị mua trực tiếp ở nhà vườn về, bởi vì là cái hoa mà không qua vận chuyển ấy thì hoa nó sẽ căng và rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Đấy, chỉ có 30.000 cho một cái chậu lan hồ điệp này để cô chú anh chị mình có thể về trồng đấy, thỏa mãn cái đam mê của mình với những cây lan hồ điệp ạ. Sang bên này đây sẽ là dòng lan cát lai a, hay còn dòng cát lai a, dòng cát một lá, và cái bông hoa thì siêu to khổng lồ và thơm nức nở luôn. Đó, bông hoa tím sáng, cái màu hoa tím hồng, tím tím đậm và phớt hồng rất là đẹp như này. Cái lưỡi màu của nó là màu vàng nữa cô chú anh chị ạ. Nói chung là tùy theo cảm nhận của cô chú anh chị thôi, nhưng mà em thấy riêng cái bông hoa này là một cái bông hoa đáng ngắm, đáng thưởng thức đúng không ạ? Và một cái chậu cát lai a dòng cát một lá mà người ta mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Hiện tại thì có những cái chậu nó đang hoa, hoặc là có những chậu nó đang mèo nụ, chuẩn bị chồi nụ ra, mèo chuẩn bị chồi nụ ra như này. Hàng này là hàng thuần vườn của Việt Nam mình rồi, về chỉ việc treo và chờ hoa thôi nhé cô chú anh chị. Giá là 130.000 cho một chậu ạ. Sang bên này đây cũng là cái dòng lan vũ nữ. Cô chú anh chị cùng em ngắm, đây là cái mặt bông của dòng lan vũ nữ hoàng hậu xanh với xanh hoa. Nói chung là mỗi một cái kiểu hoa vũ nữ nó có một cái sắc đẹp riêng của chú anh chị ạ. Đây là bông hoa xanh ngọc cực kỳ là bền cô chú anh chị ạ. Và ở đây thì em đang giới thiệu đến cô chú anh chị là dòng lan ngọc nữ cô chú anh chị nhé. Cái dòng ngọc nữ này sẽ là cái sắc hoa tím hồng, em bán một cái chậu ngọc nữ này hiện tại thì rất nhiều giả hành luôn, sum suê như này. Cô chú anh chị về có thể để nguyên như vậy hoặc là tách chậu ra, chuẩn bị nụ hoa hết rồi cô chú anh chị ạ. Em bán là 160.000 cho một giò thôi ạ. Mà sang bên này đây là dòng lan vũ nữ mèo cam. Với dòng lan mà có mặt bông phải nói là rất là độc đáo và rất là đẹp luôn. Đấy, vũ nữ mèo cam em bán với giá chỉ có 160.000 cho một chậu nhá. Và ở đây thì em có hai cái chậu dendro vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi bỏ đỏ thì bình thường giá người ta bán không dưới 70-80.000 cho một cái chậu như vậy đâu ạ. Ở đây em đang có, hiện tại đang còn có hai chậu duy nhất thôi. Em bán với giá là 50.000 cho một giò cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị sở hữu luôn cho em hai chậu ạ, ghép thành một cái tác phẩm rất là tuyệt vời luôn, một cái chậu to đùng luôn, có 100.000 cho chậu dendro vàng lưỡi đỏ cô chú anh chị. Và sang bên này đây ạ, là một cái dòng lan mà đẹp từ thân lá đến hoa luôn. Cô chú anh chị ngắm cho em cây này. Đó, hàng cây lá xếp tăm tắp đẹp như thế này, về cô chú anh chị lên một cái giò là tuyệt vời luôn. Đây là cái dòng lan Hải Yến lai với cả Coki, đây là mặt bông của nó đây ạ. Đó, cây thân lá xếp của cái dòng lan Hải Yến, nhưng mà khi mà sổ hoa ấy, thì sẽ là cái sắc hoa tím hồng rất là đẹp của cái dòng Coki, và pha chút một chút phớt tím của cái dòng lan Hải Yến, và hoa thì rất là thơm. Những cây này thì đang chuẩn bị cho nụ cho hoa. Một giò như vậy em bán là 130.000 cho một chậu nhá. Và bên này đây sẽ là những cái giò đen đỗ úc mắt đen. Những cái giò đen đỗ úc mắt đen siêu to khổng lồ. Cây đã bắt đầu đi vào giai đoạn thu ngọn rồi đây cô chú anh chị. Với chậu nặng chĩu tay sum xuê đẹp như thế này, giá 230.000 cho một giò. Và bên này đây sẽ là những cái cây lan trầm trắng này cô chú anh chị này. Những cái giò lan trầm trắng ạ. Đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông trầm trắng. Nói chung là mỗi một cái sắc hoa thì nó có vẻ đẹp riêng này. Đó, ngắm những cái bông trầm trắng cô chú anh chị cũng cảm thấy thực sự rất là thư giãn tuyệt vời luôn đúng không ạ. Mà nhìn thấy những cái bông trầm trắng này có thể tưởng tượng ra cái mùi hương rất là tuyệt vời của nó luôn đấy ạ. Một cái giò lan trầm trắng như thế này, trước đây thân hơn 100.000, vài trăm nghìn một thân, bây giờ cả giò như vậy em bán có 110.000 thôi. Và giò phải tầm ít nhất là 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Trầm rồng đỏ này, hiện tại thì em đang còn có một duy nhất một cái chậu trầm rồng đỏ này thôi cô chú anh chị mình ạ. 110.000 cho cái chậu trầm rồng đỏ này nhá. Trước đây mỗi một cái thân trầm rồng đỏ thì là cái dòng lan nổi tiếng về chơi hoa Tết rồi. Giò này phải rơi vào 7-8 thân cô chú anh chị ạ. Thân nào thân đấy mập nú đẹp như thế này có 110.000 thôi ạ. Tiếp sang bên này đây thì đang có rất là nhiều những cái hàng dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Cô chú anh chị cùng lựa chọn những cái phần lan ưng ý cho sân vườn của nhà mình cô chú anh chị nhá. Đầu tiên thì em có duy nhất một cái hình dáng hương đuôi cáo thôi ạ. Duy nhất một cái hình dáng hương đuôi cáo thôi. Cả một cái lô này này thì có một cái dề này với cả ba cây dời nhá cô chú anh chị nhá. Một dề với ba cây dời ạ. Chỗ này thì về cô chú anh chị là một trụ tuyệt vời luôn, em bán với giá 130.000. Và ở đây thì em đang có những cây lan hoàng nhạn ở rừng mà đã ghép trụ này. Đó, về cái chỗ này mà cô chú anh chị để vào trong chậu thì đẹp mê luôn cô chú anh chị ạ. Và cái giò hoàng nhạn này em xin phép được bán với giá là
hai cây to và rất là đẹp luôn. Em bán là 140.000 nhá, chú ý chị nhá. Đẹp. 145.000 chứ, 145.000 cho cặp đôi hoàng nhạn này. Đó, để vào trong chậu đìa của chú ý chị có một cái giò lan hoàng nhạn rất là tuyệt vời rồi. Hình tiếp theo là hình số 3, cũng là một cái cặp đôi hoàng nhạn này. Cây này lá rất là to luôn. Có một cái cặp đôi hoàng nhạn lá rất là to và đẹp như vậy. Cặp đôi này em xin phép được bán hình số 3 với giá là cũng là 145.000. Và sang hình tiếp theo, hình số 4 là những cây hoàng nhạn bốc vườn, 4 cây. 4 cây hoàng nhạn bốc vườn này em xin phép được bán với giá là 110.000 ạ. Và hình số 5 cũng 3 cây hoàng nhạn rất là to đây. 3 cây hoàng nhạn to này em bán với giá là 100.000 nhé, của chính chị nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 6, em còn duy nhất một cái giò nhạn 4N thôi. Nhạn 4N, của chính chị chơi lan lâu thì biết rồi, người ta có thể bán mỗi một cây trên 300.000. Hiện tại em còn duy nhất một giò này thôi. Em bán xả nốt với giá là 170.000 đi, của chính chị nào mà nhìn thấy cái video hôm nay thì có thể chốt hàng luôn, giá rất là rẻ ạ. Sang bên này sẽ là những cái hình quế lan hương, hay còn gọi là quế lan hương, quế trắng tháng 8. Cái dòng lan coi là đệ nhất hương đây cô chú anh chị. Mùa này thì đang nụ và chuẩn bị hoa rồi cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên ấy thì là những cái cây này có nhiều cây là vận chuyển, bây giờ nụ nó rất là lớn nên là vận chuyển từ rừng về là nó sẽ bị hỏng nụ nhiều nhá cô chú anh chị nhá. Cái hình này em gọi là cái hình số 7 ạ. Hình số 7 này em xin phép bán là 130.000 và có 4 đầu ngọn như thế này. Đấy, với số tiền là 130.000 thôi, cô chú anh chị sở hữu ngay cái giò quế lan hương nhé. Quế trắng tháng 8 đẹp như vậy nhé, cô chú anh chị nhé. Sang hình số 8 này, 150.000 cho hình quế lan hương này. À, có tất cả là 9 đầu ngọn ạ. Và hình số 9 này, hình số 9 này, cái lô này là có tất cả là 4 cây quế lan hương. Hàng lá xếp như vậy, hôm nay em bán luôn với giá là 220.000 ạ. Và hình số 10, hình số 10 em có 3 cái ngọn quế lan hương xếp thẳng tắp đẹp như vậy, giá 220.000. Và sang hình số 11 này, hình số 11 với giá là 180.000 cho cái hình số 11 cả một lô như thế này nhá. Hình 12 ạ, 12 đây, cái hình quế lan hương này em xin phép được bán 3 ngọn quế lan hương hàng lá xếp rụt đẹp. Em bán hình này với giá là 200.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Hình số 12 chứ cô chú anh chị nhìn xa cho em. Đó, cây quế xếp thẳng đứng, một cặp đôi quế xếp thẳng rất là đẹp như vậy. Bán 240.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 13. Hình quế lan hương mà thân lá to, rất là đẹp luôn. Đấy. Cũng có vài cái lá nó bị vàng. Với cặp có 3 đầu ngọn quế, bản lá phải tầm gần đến 5 cm cô chú anh chị mình ạ. Và em bán với giá là 550.000 cho hình quế này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14 này. Hình số 14 ở đây ạ. Là 3 đầu ngọn quế ở đây nhá. 3 đầu ngọn quế này em bán với giá là 230.000. Và hình số 15. Hình số 15 đây là cái hình quế, quế Trường Sơn. Những cây quế Trường Sơn nhá, của chú anh chị nhá. Rừng Trường Sơn đây ạ. 3 ngọn quế này em xin phép được bán với giá là 180.000 ạ. Bên này đây sẽ là cái hình số 19 ạ. Hình 19 này em bán với giá là 100.000. Đây là cái dòng lan hài Henry. Hài Henry đang mèo, đang có hai mèo nụ rất là đẹp luôn. Không cần phải tìm giá thể làm gì, cô chú anh chị lấy luôn, thưởng thức hoa luôn ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là một cái chậu dáng hương đuôi cáo rất nhiều cây như thế này. Em gọi là cái hình số 20 nhá, 200.000 ạ. Và bên này đây sẽ là những cái cây năm cánh trắng hiển oanh. Hàng chuẩn mặt đông cây giống luôn, đây đang nụ này. Đó. Và hàng thì trước đây từng làm mưa làm gió với cái giá vài triệu một sen đúng không ạ? Để trước đây để mà thưởng thức ấy, thì chắc chắn là nhiều cô chú anh chị cũng phải đắn đo, bởi vì là giá để mà lấy được một cái giò lan để thưởng thức thì nó không phải là rẻ tiền, mà có thể từ 100 triệu cho đến cả tỷ bạc, không phải là rẻ. Còn hiện tại thì hàng nó xuống đáy. Tuy nhiên thì cô chú anh chị với chắc chắn cũng đều có một cái nhận xét, em nghĩ rằng đều có một cái nhận xét giống em, đó là cái mặt bông của những cây lan va này, nó về cái vẻ đẹp của nó thì chắc chắn là rất là đẹp đúng không ạ, đáng thưởng thức luôn. Đấy, thì ở đây em đang có cái hình này, đang có một cái vòi nụ cây hiển oanh. Và cái giò này em bán với giá là 120.000 thôi cô chú anh chị nhé. Và hình tiếp theo là 24 ạ, là một cái, cũng là một chậu hiển oanh mà đang hai nụ đây. Đó, một cái chậu hiển oanh như vậy em bán với giá là 80.000. Và hình 25 ạ, một cái giò hiển oanh cũng rất là nhiều mầm và cả một dàn kia như này. Em bán hình này với giá chỉ 80.000 thôi. Hình 26 này, cái chậu hiển oanh này, đó một cái chậu hiển oanh mà cái mầm này dài khoảng tầm 90 cm và một dàn mầm gốc rất nhiều luôn, em bán 80.000 thôi.
Và sang hình tiếp theo là cái chậu hiển oanh số 27 đây. Cái chậu hiển oanh 27 này, rất là nhiều thân, nhiều mầm ki đẹp như này, em bán 100.000. Và phi điệp vàng ạ, phi điệp vàng 28 đang nụ rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Cái giò phi điệp vàng này đang xuống lá, đang nụ này, đang nhiều thân có nụ ở đây. Và em xin phép bán cái giò phi điệp vàng này với giá là 120.000 ạ. Em gọi là giò số 28 và giò 29 đấy ạ. 29 em bán với giá là 140.000 nhá, chú ý chị nhá. 140.000 cho cái giò phi điệp vàng này. Rất là nhiều thân, đang có nụ. Và bên này đây sẽ là những cây tổ quạ. Những cây tổ quạ thì những cái ngày nắng nóng thì thực sự nó như là có thể coi như là một cái điều hòa tự nhiên luôn cô chú anh chị ạ. Thứ nhất là nó tỏa cái bóng mát, cái tán của nó rất là rộng nên là sẽ tỏa bóng mát. Cái thứ hai, cái phần gốc của này này giữ ẩm rất là tốt luôn, nó giữ ẩm rất là tốt luôn cô chú anh chị nhé, giữ nước, tích nước, tỏa hơi ẩm rất là tốt luôn ạ. Và ngoài ra thì nó còn tạo ra cái vẻ đẹp không gian xanh cho cái khu vườn luôn ạ. Và cái hình tổ quạ này em gọi là cái hình số 30 ạ. Hình 30 này có 5 tổ, 4 tổ quạ như thế này. Và cái hình này em xin phép được bán với giá là 25.000 nhá. 25.000 cô chú anh chị ạ, 4 tổ quạ 25.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 31 này, có 3 tổ quạ này, em bán là 45.000 ạ. Hình 32 40.000 cho hai cây tổ quạ khá là lớn này. Và 33 này cũng hai cây tổ quạ cũng rất là to luôn. À, 3 cây tổ quạ chứ. Em bán cái hình này với giá là 45.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 34, cũng là 3 cây tổ quạ to đẹp cô chú anh chị ạ. 50.000 cho hình 34. Và hình số 35 cũng là 3 cây tổ quạ rất là to và đẹp luôn, em bán là 45.000. Và sang hình tiếp theo là hình số 36, cặp đôi tổ quạ này, em bán với giá là 40.000. Và hình số 37 cũng là một cái cặp đôi tổ quạ này, em bán 35.000. Và 38 ạ. 38 đây là có 3 cây tổ quạ nhá, em bán với giá là 45.000 ạ. Và 39 là một cái cặp đôi tổ quạ mà em đã cắt lá. Cắt lá thì cô chú anh chị của mình cũng yên tâm thôi đây này. Như cây này cắt lá này, thấy chưa, hiện tại lá nó đã lên rồi. Nhiều cô chú anh chị cứ lo là cây nó không lên, nhưng mà yên tâm cho em nhá. Một cái cặp đôi tổ quạ này hình 39, em xin phép được bán nó với giá là 50.000 ạ. Và hình số 40, 40 cặp đôi tổ quạ này em cũng bán với giá là 50.000, là hai cây tổ quạ khá là lớn hơn nên là em không để lá, em phải cắt lá đi ạ. Và bên này sẽ là cái dòng Dendro. Đây là những cây Dendro mà trước đây là chớp tím rất là đẹp luôn. Hiện tại thì cây đang lên mầm ki đẹp như thế này. Em bán mỗi một chậu 50.000. Và bên này sẽ là Dendro chớp trắng, trước đây cũng mỗi một chậu hơn 100.000 đấy ạ. Bây giờ em bán 20.000 cho một chậu. Và mật ong khoái cô chú anh chị này, một cái món quà tuyệt vời từ thiên nhiên ạ. Mật ong khoái đây cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Cái lô mật ong khoái cuối mùa vàng ươm chuẩn nhá, bảo hành chuẩn. Cái mật ong khoái xịn cho cô chú anh chị. Giá thì ở đây em đang bán là 200.000 cho 1 kg. 1 kg mật ong khoái cuối mùa mà đặc sánh và trong vắt cực kỳ là ngon như thế này ạ. Và riêng mật ong khoái, cô chú anh chị nào mà đã từng cô chú anh chị, em nghĩ rằng chắc chắn nhiều cô chú anh chị biết là riêng dòng mật ong khoái này không nuôi được cô chú anh chị ạ. Mà chỉ có ong rừng tự nhiên thôi cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị mình yên tâm luôn về cái chất lượng cũng như là bao giá thành cho cô chú anh chị. Bên này thì em có những cái con dao làm bếp này, những cái con dao cho bếp mà là những cái con dao chuyên được rèn bằng phương pháp thủ công của làng nghề Phúc Sen, từ nhíp xe ô tô, và đảm bảo cô chú anh chị mua một lần dùng cả đời. Mà đã dùng là cô chú anh chị sẽ chắc chắn là không bao giờ sử dụng lại những cái loại dao khác ngoài dao Phúc Sen này đâu ạ. Đây là con dao chuyên chặt thái bằng cái cán này là bằng cán nghiến nhé cô chú anh chị nhé. Con em bán với giá là 170.000. Con chuyên chặt thái, cái này cũng là con chuyên chặt thái nhưng có đánh nhám một bên, đánh nhám chống dính một bên, con này 180.000 ạ. Con dao chuyên thái với giá là 150.000 cho con dao chuyên thái này. Một cái con dao quắm đi rừng, con em bán 120.000. Và cái đây là con dao tông. Dao tông này em bán với giá là 180.000 cho con dao tông này. Cái búa đi rừng em bán 200.000 nhá. Và một con xe đến với giá là 200.000 cho 100.000 cho một túi 1 kg ạ. Bên này là em có rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size luôn, 1 2 3 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Và duy xanh thì 50.000 cho một ống, duy đỏ 60.000 cho một ống, Atonic 12.000 cho một gói, Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ nhé.
B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ này. B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. Xúc thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến 40.000. Và liền da sẹo đen sẽ là 50.000 ạ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ. Siêu da dễ N3M 30.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 70.000 cho một lọ. Cáp tan đặc trị thối nhũn 40.000 cho một lọ. Kinkin Bun cũng là dọc đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói này. Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân dê em bán với giá 4.000 cho một túi 120 cent. Và phân bón chuồn quế nguyên chất dòng cao cấp với giá là 35.000 cho một túi 1 kg. Đặc biệt phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này em bán với giá là 35.000 cho một túi 1 kg ạ. Bên này thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng với giá là 35.000 cho 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt ạ. Đó, cái sản phẩm này thì hoàn toàn từ những từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Rất là lành tính luôn, thoải mái cô chú anh chị. Cái này thì cô chú anh chị có thể sử dụng cái mùi hương của nó thể giúp cho cô chú anh chị có cái cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời mà giảm đau cực kỳ là hiệu quả, không ấy nó rất luôn đấy ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em dừng clip ở đây ạ.